Vâng, xin chào các bạn, tôi là Phùng Phương. Rất vui được gặp lại quý bạn trong bản tin vận số ngày mai, mùng 10 tháng 3 năm 2024 dương lịch, tức là ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch năm Giáp Thìn. Đầu tiên tôi xin gửi đến quý gia chủ, quý bạn hữu lời chúc tháng mới vạn sự hanh thông, tấn tài tấn lộc. Bản tin vận số ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch sẽ bao gồm các thông tin đáng chú ý như sau. Ngày mai là ngày Quý Dậu, có ngũ hành là Kiếm Phong Kim. Đây là một ngày bình hòa, thích hợp để chúng ta tiến hành các công việc như là tu tạo mộ phần, cầu tài, khám chữa bệnh, thỉnh cầu thần linh, bốc thuốc, nhập trạch, tu tạo nhà cửa. Và cuối cùng, một công việc không thể thiếu trong ngày này đó là lên hương vào giờ đẹp, giúp cho gia chủ đắc được thiên khí, vạn sự bình an. Và giờ đẹp nhất trong ngày mai sẽ là khung giờ Mão, nghĩa là 5 giờ đến 7 giờ sáng. Và trong ngày mai thì nếu mà các bạn xuất hành thì chúng ta nên ưu tiên đi về hướng Đông Nam, là hướng có hỷ thần đáo tới để mà chúng ta đón nhận được những vận may và tin vui. Hoặc là chúng ta đi về hướng Tây Bắc để gặp tài thần. Đây là hai hướng đẹp nhất ở trong ngày, sẽ giúp cho vận trình của chúng ta suôn sẻ và thuận lợi hơn. Và nếu mà xuất hành, chúng ta cũng cần phải chọn giờ đẹp nữa. Khung giờ đẹp, Đại An sẽ vào giờ Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, hoặc là giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Còn khung giờ đẹp Tốc Hỷ sẽ vào giờ Sửu 1 giờ đến 3 giờ, và giờ Mùi 13 giờ đến 15 giờ. Còn khung Tiểu Cát sẽ là giờ Mão 5 giờ đến 7 giờ sáng, và giờ Dậu 17 giờ đến 19 giờ chiều. Và trong mỗi một ngày sẽ có các khu vực tốt xấu khác nhau. Các khu vực tốt thì ta nên dành nhiều thời gian sinh hoạt ở đó. Còn ngược lại, những khu vực xấu thì chúng ta nên hạn chế và giữ gìn vệ sinh sạch sẽ ngăn nắp nhất có thể. Các khu vực tốt sẽ là chính Nam, Tây Nam, chính Tây, khu vực Trung Cung và chính Bắc. Ở trong khi đó thì những khu vực xấu còn lại sẽ là Đông Nam, chính Đông, Đông Bắc và Tây Bắc. Và để phù hợp với cả ngũ hành thì trong ngày mai chúng ta có thể mặc những trang phục thuộc hành kim hay là hành thổ, bao gồm các màu vàng, nâu đất, trắng, xám và màu ghi. Ở bên cạnh đó thì thực đơn khuyên dùng trong ngày này là tất cả các thực phẩm có vị cay và có màu trắng, cụ thể là sữa, kem, hành tây, tỏi, củ cải, súp lơ, su hào, đậu phụ, quế, bạc hà, hành lá, thì là và húng quế nữa. Đồng thời thì các bạn cũng nên hạn chế sử dụng những vật phẩm chủ về hành hỏa, đặc trưng với dạng hình nhọn hay là tam giác, các đồ vật có gam màu đỏ, hồng, cam. Và trong ngày này chúng ta cũng nên hạn chế mua thêm lửa, mua thêm bếp, mua thêm bật lửa chẳng hạn. Và mỗi một ngày thì sẽ có các tuổi tốt, xấu tùy thuộc vào sự may mắn khác nhau. Thì xin chúc mừng 4 tuổi Thìn, Tỵ, Sửu, Dậu là 4 tuổi may mắn nhất trong ngày mùng 1 này. Tuổi Thìn sẽ có một ngày khởi đầu tháng mới rất là suôn sẻ. Công việc của bản mệnh sẽ luôn nhận được sự giúp đỡ tận tình của mọi người, giúp cho các bạn gặt hái được nhiều thành tựu hơn. Các bạn đừng quên gửi lời cảm ơn tới tất cả những người đã giúp đỡ mình nhé. Còn tuổi Tỵ thì trong ngày mai, tài lộc những người tuổi Tỵ sẽ gia tăng nhanh chóng. Các bạn sẽ thu được nhiều lợi nhuận từ công việc đầu tư hiện tại. Các bạn có thể được thăng chức, được tăng lương, hoặc là được lộc ăn, lộc uống. Còn đối với cả tuổi Sửu, nhờ có tam hợp nên là những người tuổi Sửu sẽ có cơ may gặp được quý nhân ở trong ngày này. Họ có thể là những đồng nghiệp, một người bạn cũ, hay chính là những người thân ở trong gia đình của các bạn. Nên các bạn cũng đừng quên gửi lời cảm ơn các bạn đó nhé. Tuổi Dậu thì vì bản mệnh chăm chỉ, cần mẫn nên là khi làm bất cứ một việc gì, đặc biệt là trong ngày mai, người tuổi Dậu sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng với công sức mà các bạn sẽ bỏ ra. Và ngược lại, có 4 tuổi chúng ta sẽ cần phải hết sức lưu ý trong ngày này về vận trình, đó là Mão, Tuất, Mùi và Hợi. Người tuổi Mão thì gia đạo sẽ có một chút lục đục, những vấn đề nhỏ ở trong gia đình bạn có thể khiến làm cho nguy cơ trở thành mâu thuẫn lớn hơn. Và cả hai đều có những lý lẽ của riêng mình mà, nên là không ai thấu hiểu cho những người kia cả. Vậy nên là khoảng cách của các bạn có thể là sẽ càng ngày càng lớn. Vậy nên ngày này chúng ta sẽ cần phải thấu hiểu nhau hơn. Còn đối với cả tuổi Tuất thì công việc bận rộn cộng với cả sự thay đổi thất thường của thời tiết khiến cho sức khỏe của người tuổi Tuất trở nên sa sút. Các bạn hãy cẩn thận với các bệnh về hô hấp, tiêu hóa hay là những vấn đề về tinh thần. Còn đối với người tuổi Mùi, ngày mai người tuổi Mùi sẽ gặp họa tiểu nhân. Bạn chỉ muốn an phận làm việc thôi, nhưng mà những người xấu ấy, vì ganh ghét mà, nên là luôn tìm cách gây khó dễ cho bạn. Lời khuyên của tôi dành cho những người tuổi Mùi trong ngày này là chúng ta hãy cố gắng tập trung vào công việc của mình. Ở hiền, ắt sẽ gặp lành. Chúng ta không nên nóng giận và chúng ta không nên đôi co với những người mà hại ta đó. Đối với tuổi Hợi thì trong tử vi ngày mai, cảnh báo xuất hiện bất trắc trong vận trình của người tuổi Hợi, đặc biệt là công việc. Có thể đang yên đang lành bỗng gặp những cái rào cản khiến cho các bạn cảm thấy mưu sự sẽ khó được như ý, khó thành hơn. Và trên đây là những vấn đề quan trọng trong ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch. Và hy vọng rằng với những thông tin hữu ích của bản tin vận số đã được cô đọng đúc kết như trên sẽ giúp cho quý bạn nắm chắc được vận trình, thêm phần chủ động để mọi sự được viên mãn và hanh thông. Bản tin vận số những ngày tiếp theo sẽ được đăng tải trên group Zalo của Phong Thủy Phùng Gia. Quý bạn hữu và quý gia chủ có thể truy cập bằng cách chúng ta quét mã trên màn hình.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin vận số tiếp theo.